Chúng con xin cung thỉnh chư tôn thượng tọa đại đức Tăng Ni cùng toàn thể quý đạo hữu Phật tử đồng an tọa. Nam mô Đại Thiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Trước khi cung thỉnh thượng tọa hiện trụ ban đạo từ, ban tổ chức xin mời quý vị thân thiếu nữ Phật tử tiến về Tam Bảo Điện, biểu diễn điệu múa cúng dường Phật, hiện tiền chư tăng cùng toàn thể quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật.